Những cô gái của mùa xuân, hạnh phúc, đóa hoa vô thường, khát vọng, miền quan họ, phố không mùa, sắc. Đây chính là tranh ghép vải nghệ thuật. Những mảnh vải tưởng chừng như vô tri vô giác đã được người họa sĩ thổi hồn để trở thành những tác phẩm vô cùng sống động, tinh tế và độc đáo. Màu sắc và hoa văn phong phú của những mảnh vải ghép đã làm nên điều kỳ diệu. Nó mang lại cho người họa sĩ nhiều cảm xúc, giúp họ thăng hoa trong các tác phẩm của mình. Chính từ sự mới lạ và khác biệt này mà họa sĩ trẻ Nguyễn Thu Huyền đã hơn 10 năm gắn bó với những mảnh vải ghép, nỗ lực không ngừng trên con đường đi tìm chất riêng và cảm xúc cho những tác phẩm tranh ghép vải của mình. Họa sĩ trẻ Nguyễn Thu Huyền đến với tranh ghép vải nghệ thuật như một mối lương duyên từ khi còn đang là cô sinh viên năm 2 chuyên ngành thiết kế thời trang Viện Đại học Mở Hà Nội. Không ai chỉ dẫn, không ai truyền đạt kinh nghiệm, Nguyễn Thu Huyền đã tự mày mò, từng bước khám phá để tìm cho mình một hướng đi riêng, mang đến sự khác biệt về cách tạo hình. Đó là sự kết hợp khéo léo từ những mảnh vải riêng rẽ để làm nên một tổng thể hài hòa về màu sắc và bố cục, thể hiện được sự tinh tế cầu kỳ ở từng họa tiết. Cái riêng của tranh ghép vải là người xem không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp khác biệt từ hoa văn mà còn có cảm giác như bức tranh có thể sờ thấy từng chi tiết, thấy được sự kỳ công của người tạo nên nó. Hồi sinh viên thì mình cũng có được tiếp xúc với rất là nhiều các thể loại tranh khác nhau như là tranh sơn dầu, sơn mài, tranh sáp vân vân. Nhưng mà mình rất là thích màu sắc cũng như chất liệu của các loại vải. Và từ những cái tấm thiếp rất là nhỏ để tặng bạn bè thôi thì từ đó mình có một cái suy nghĩ là tại sao mình không làm những cái bức tranh lớn hơn. Một bức tranh vẽ cũng đã là khó khăn và mất nhiều thời gian rồi. Bản thân tranh ghép vải còn cầu kỳ hơn gấp nhiều lần. Mình phải chọn chất liệu vải phù hợp, vẫn phải vẽ phác hình ra giấy, sau đó mình cắt ra từng những cái miếng ghép nhỏ và mình ghép rất là tỉ mỉ. Và cuối cùng là mình phải dùng chỉ, những cái sợi chỉ rất là mong manh như vậy, và mình viền tất cả các hình lại. Thì công đoạn đấy là vô cùng vất vả. Và với một cái bức tranh ít nhất mình cũng phải mất vài ngày mới có thể xong được một bức tranh ghép vải được. Còn có những cái bước khó hơn thì có thể kéo dài đến tận mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Hầu hết các họa sĩ trước đây đều chọn một loại vải là vải voan cho các bức tranh. Nhưng Thu Huyền lại muốn thử thách mình khi lựa chọn và kết hợp nhiều chất liệu vải khác nhau trên mỗi tác phẩm như vải bò, voan, lụa, kaki, len, dạ. Chính vì thế mà Nguyễn Thu Huyền đã mang đến sự khác biệt trong tranh ghép vải của mình. Cũng bởi Thu Huyền không hề phụ thuộc vào những mẫu hình có sẵn trên miếng vải mà tự chắp vải, gắn kết, xếp nếp để tạo nên những hoa văn trên từng hình khối, mảng màu. Đặc biệt, cô họa sĩ trẻ đã sử dụng kỹ thuật viền chỉ cầu kỳ, tỉ mỉ để tạo chiều sâu và có độ sắc nét trong mỗi tác phẩm.
qua những cái năm tháng thì mình tự mình tìm ra được những cái kỹ thuật và những cái phương pháp nó mới lạ hơn, như là cắt vải hay là xé vải hay là tước vải thành những cái sợi rất là nhỏ để tạo nên được những cái chi tiết nó vô cùng là nó rất là nhỏ thôi. Với cái kỹ thuật viền chỉ nó cũng rất là khác hoàn toàn so với những cái họa sĩ làm tranh ghép vải khác, thì mình đã tạo được một cái dấu ấn riêng của mình. Ban đầu thì thực ra thì mình cũng làm các thể loại khác nhau, đa dạng để phục vụ các đối tượng khác nhau. Nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ rằng là cái tình yêu dân tộc cũng như là cái vẻ đẹp của 54 dân tộc Việt Nam khiến cho mình có một cái cảm hứng rất là lạ. Và từ đó thì hầu hết những cái tranh của mình nó đều thiên về chủ đề dân tộc hơn, nói lên được những cái nét đẹp của vẻ đẹp dân tộc cũng như là cảnh sắc thiên nhiên của Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của Nguyễn Thu Huyền là có thể phát triển hơn nữa nghệ thuật tranh ghép vải để nó trở thành một dòng tranh trên thị trường, cũng như lan tỏa tình yêu với tranh ghép vải đến nhiều người. Có lẽ vậy mà Thu Huyền sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mình tích lũy được qua thời gian gắn bó cùng dòng tranh này đến những ai có niềm yêu thích, đam mê. Đặc biệt là các bạn trẻ thông qua các lớp học hay các câu lạc bộ. Mình đã nghe về tranh ghép vải từ rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì và rất là yêu thích môn nghệ thuật này, thì hôm nay là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia và làm một bức tranh ghép vải hoàn chỉnh. Thì cảm nhận đầu tiên của mình nó là cần rất nhiều sự tỉ mỉ và kỳ công. Tuy là nhìn những hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà để làm được những điều như thế thì cái người làm ra cần thật sự là một người nghệ sĩ, cần phải tỉ mỉ chọn hình ảnh, cắt vải, màu sắc để cho hòa hợp lên một bức tranh. Thì thật sự là rất là kỳ công và mình rất muốn được học thêm về môn nghệ thuật này. Thì mình muốn là rất nhiều bạn tham gia theo khoa học này nữa để nhiều người biết thêm về tranh ghép vải, đưa tranh ghép vải ngày càng nổi tiếng. Dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Nguyễn Thu Huyền, các bạn trẻ đã hiểu hơn về sự độc đáo của tranh ghép vải hay sự kỳ diệu từ các chất liệu vải khác nhau. Cầu kỳ, tinh tế và mềm mại, đó cũng là cảm nhận của mọi người khi bước vào thế giới tranh ghép vải. Và đó cũng là lý do để dòng tranh được làm nên từ những mảnh vải ghép một cách hết sức nghệ thuật đã có sức hút đặc biệt với tất cả mọi người. Nghệ thuật tranh ghép vải là một loại hình nghệ thuật rất phong phú. Mình rất thích các họa tiết trên vải và mình mỗi lần khi cắt ra thì mình đã phải tính toán không biết sử dụng những miếng vải vụn này như thế nào. Có thể tận dụng làm các họa tiết trên vải về việc cắt tỉa hoa, các họa tiết sao cho phù hợp với cái ý tưởng của mình. Mình có thể làm ra các họa tiết dân gian để thêu lên thêu hoặc đính kết lên trên bộ trang phục sao cho nó phù hợp và làm cho nó trở nên độc đẹp và lạ hơn. Lang thang trong cuộc chơi hình sắc, họa sĩ Nguyễn Thu Huyền đã ấp ủ ước mơ sẽ có một triển lãm tranh ghép vải của riêng mình. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực với triển lãm mang tên Tôi vẽ giấc mơ, đánh dấu chặng đường suốt 10 năm Nguyễn Thu Huyền đã tự nguyện bước đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai và thử thách. Và đó cũng là dịp để Nguyễn Thu Huyền giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình đến với những người yêu mến hội họa, được chia sẻ những cảm xúc và nói lời tri ân đến với tất cả mọi người đã ủng hộ Thu Huyền theo đuổi giấc mơ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Mỗi một cái chất liệu vải nó thể hiện một cái góc nhìn, một cái sự lạ lẫm khác nhau.
và làm như thế nào để có thể hòa hợp được những cái mảng màu đấy trong một bức tranh là một điều rất là khó. Bởi vậy mỗi tác phẩm là một cái kỹ thuật rất là riêng, một cái chất liệu rất là riêng, và nó thể hiện được cái sự kỳ công và tinh tế trong từng tác phẩm. Hôm nay cũng rất là hạnh phúc khi đã thực hiện được cái mơ ước từ thuở nhỏ của mình, đó là trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp và có cho mình được một cuộc triển lãm riêng. Thông qua triển lãm này, tôi mong muốn tranh ghép vải sẽ được đông đảo mọi người biết đến nhiều hơn nữa, và khi nhắc đến tranh ghép vải sẽ nhắc đến Nguyễn Thu Huyền. Và sau triển lãm này, tất nhiên tôi cũng vẫn sẽ giữ cho mình cái ngọn lửa đam mê với nghề và sẽ tham gia thêm nhiều những cái triển lãm khác nữa để tranh ghép vải ngày càng được phổ biến một cách rộng rãi. 20 tác phẩm tham gia triển lãm gồm những chủ đề gần gũi với cuộc sống thường ngày như phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, sinh hoạt gia đình. Nhưng đề tài chính mà họa sĩ Nguyễn Thu Huyền muốn hướng đến là hình ảnh người phụ nữ, khi sâu lắng, dịu dàng, khi mạnh mẽ, khát khao. Đó là hình ảnh một người mẹ với trái tim tràn đầy yêu thương, nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc bên đứa con nhỏ giữa khung cảnh núi rừng. Là những thiếu nữ Hà Thành trong tà áo dài cầm đóa sen hồng, e ấp bên những con phố. Là cô gái Mình Hạc Sương Mai trong khu vườn tĩnh lặng. Tất cả đã khiến người xem tranh phải ngỡ ngàng, thán phục. Ở Việt Nam là từ xưa đến giờ tôi chưa thấy có một cái trường nào mà dạy chuyên về cái chất liệu tranh ghép bằng vải cả. Thế nên là mình cũng rất là háo hức chờ hôm nay mới được xem các cái tác phẩm thật như thế này. Bản thân người họa sĩ như chị Huyền là phải tự hoàn toàn, tự mầy mò từ chất liệu, từ cách thức ghép để mà làm thành một cái tác phẩm. Đấy, thì như chị có nói ở trong cái lời tự bạch của chị là ngay cái việc mà được phiêu lưu, được tìm kiếm, được đối diện với cái sự khó khăn trong cái việc mà làm cái tranh ghép vải, thì đấy đã là một ước mơ, là một giấc mơ của chị rồi. Đấy, thì cái đó là cái mà tôi rất trân trọng. Cái chất liệu nó tạo ra một cái sự tương tác ngay đối với người xem, một cái cảm giác những cái thứ mà người ta thường mặc, thường dùng hàng ngày, những hoa văn, họa tiết, và khi Huyền kết hợp với nó vào đã tạo ra một cảm giác rất là gần gũi. Và từ cái sự gần gũi đấy nó mang đến cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác thanh thư thái khi là xem những tác phẩm này. Và đây thực sự là một cái ngôn ngữ tạo hình rất là tốt và rất là nội lực. Một mình vẫn cứ cặm cụi, vẫn cứ làm, vẫn cứ ghép từng những miếng vải, vẫn cứ chắp những cái giấc mơ nhỏ lại từng ngày, từng tháng như vậy, là một sự rất là kiên cường, rất là nghị lực. Và thực sự là mình rất là nể cô ấy, rất là sợ nữa. Thông qua mỗi tác phẩm tranh ghép vải nghệ thuật, Thu Huyền đang góp phần nâng tạo hình cho những miếng vải ghép trong tranh lên một tầm cao mới, để chúng có đời sống và tiếng nói riêng biệt hơn nữa. Trên con đường nghệ thuật tranh ghép vải, cô họa sĩ trẻ tài hoa này sẽ tiếp tục kể những câu chuyện, những thanh âm trong trẻo của cuộc sống bằng những sáng tạo thật khác, thật tươi mới, tinh khiết và chứa tràn hy vọng cùng niềm tin yêu vào cuộc sống.